Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Hải Dương anh em nhé. Hôm nay em Tuấn Hải Dương lên sóng cho anh em hai con bồi cực kỳ nhạy xòe luôn. Một số 1 thì là con chim gốc Đắk Lông anh em nhé. Số 2 thì là chim bồi Bắc anh em ạ. Con này thì được 6 tháng lồng rồi. Chim cực kỳ ok luôn, bóng bộ đẹp anh em nhé. Con này thì cực kỳ gấu luôn. Hiện tại đang ăn cám tổng hợp anh em ơi. Đầu tiên thì em lên em số 1 này anh em này. Số 1 thì gốc Đắk Nông chim ra được 1 tuần anh em ạ. Em con này thì cực kỳ già rừng. Chim em vào cám gần 1 tuần mới ăn cám anh em ạ. Nỉ dã man luôn anh em ạ. Nó đeo nó ở bên phải màn hình này, nó đang mổ anh em ạ. Chân đeo vòng màu trắng anh em ạ. Con chim này cực kỳ nhạy xòe luôn anh em nhé. Bộ thì tất cả con Đắk Lông thì bộ tầm bộ chung thôi. Anh em biết là chim miền thì nó không thể to được anh em ạ. Còn hai cái con bên trái màn hình là hai con chim Bắc anh em nhé. Hai con tuy là bộ nó nhỏ hơn nhưng mà nó không vướng một con nào anh em ạ. Chim Bắc nó đánh hết luôn anh em ạ. Đuôi cực kỳ nhạy xòe luôn anh em ơi. Chim vừa mới vào cám xong anh em nhé. Hiện tại con này là em đang cho, em Tuấn Hải Dương đang cho ăn cám gà con anh em ạ. Nó rất là giữ chim. Anh em nghe kỹ nhá, con chim em ngồi nó hơi sợ ấy, nên nó chưa được nổ giọng tự nhiên lắm. Con này thì bao anh em tông giọng 5-6-7 luôn anh em ạ. Có cả kép anh em nhé, cực kỳ nhạy xòe luôn. Đây là con chim nó mới một tuần lồng, hơn một tuần lồng thôi anh em ạ, nên là con chim nó chưa xòe hết bản đâu. Con này cực kỳ nhạy xòe luôn. Có lúc em quay nhá, nó lúc đang vào cám ấy, là nó xòe đuôi ra to lắm anh em ạ. Anh em là thích hàng nhạy xòe rộng xoắn thì alo luôn nhá, bộ chung thôi anh em nhá. Thì anh em ở cứ bảo chim Đắk Nông với miền mà bộ to thì không quá đâu anh em ạ, nói tầm bộ chung thôi. Bù lại chất giọng thì cực kỳ ok anh em ạ, cực kỳ nhanh chơi, cực kỳ gấu anh em ơi. Lại được cái lại nhạy xòe nữa anh em ạ. Con này chân đeo khuyên một chân có đeo khuyên nhé, còn hai cái con chim Bắc thì chân nó không đeo khuyên anh em ạ. Đấy, chân đeo khuyên anh em ạ. Ở bên phải màn hình. Anh em nào yêu thích thì alo cho em Tuấn nha. Giao lưu anh em với giá là 1.550.000, quá hợp lý luôn anh em ạ. Đó. Nay em về thì nó hơi muộn, trời nó hơi tối nên anh em xem cái chất lượng ảnh nó không được đẹp cho lắm anh em ạ. Ví dụ quay nó còn nắng thì chất lượng ảnh nó sẽ đẹp hơn anh em ạ. Cảm ơn em về muộn, xong quay nó muộn, trời nó thời tiết nó tối nhanh anh em ạ. Nên là nó không được sáng cho lắm, không được rõ nét cho lắm anh em ạ. Con chim nó không được căng hẳn anh em ơi. Tại nhà sáng xuất sáng rồi em đi tuyển chim nhưng mà chim nó kém quá nên là em Tuấn Hải Dương cũng không mua anh em ạ. Kiếm mấy con thuần với chim nó chơi dàn cho anh em nhưng mà test nó chim nó chơi nó không được đều chim nên là em không mua. Rồi con bổi này cực kỳ ok, anh em nào yêu gột bổi thì alo nhé. Tiếp tục thì là con số 2 đi anh em ơi. Số 2 là chim Bắc anh em nhé. Cũng chân đeo khuyên trắng anh em ạ. Bóng bộ cực kỳ đẹp. Con này thì chia sẻ với anh em là con này thì em đi mua ở nhà dân người ta nuôi. Chim được con này được 6 tháng đồng, hơn 6 tháng đồng rồi anh em ạ. Nó đeo khuyên ở trắng ở bên trong nhé. Con bên trong anh em ạ, chứ không phải con bên ngoài quay lưng ra đây đâu. Con bên ngoài quay lưng ra đây thì nó là con chim nó phải được 3 mùa, gần 3 mùa của người ta chim chơi nhưng người ta bị ngoái, người ta chán, người ta vứt vào đây đấy anh em ạ. Còn ngoái thì em không thích. Cái con ở bên trong này, con đeo dây trắng ở bên trong thì thực sự cực kỳ nhạy xòe luôn anh em ạ. Hôm nay em đến nó muộn rồi nhưng mà con chim nó không xòe nhiều. Mọi lần em đến là cứ kẻ chim ngoài là hai con này lại đuổi đánh nhau ác lắm anh em ạ. Ông cứ nhốt ba con này trong đồng như cái con bên phải kia thì nó sợ hãi luôn anh em ạ. Là mấy lần em đến thì nó chơi xòe căng dã man luôn. Hôm nay thì em đến nó cũng muộn anh em, con chim nó không căng. Hôm nay nó thời tiết nó bương ấy, nó không xòe nhiều chứ bình thường mọi lần nó hay xòe, nó xòe hết bán luôn anh em ạ. Nó là con dây trắng anh em nhé, dây trắng ở bên trong này anh em này. Đấy, nó xòe ấy, nó bình thường nó xòe to lắm anh em ạ. Hôm nay con chim nó không sung nắng thôi, thời tiết nó kém anh em ạ. Con bên ngoài này chơi rất gắt này thì nó là con chim gần 3 mùa rồi, nó bị ngoái nhưng người ta không chán, người ta không thích nuôi lồng nữa, người ta bắt vào đây. Chim đều chim của dân hết anh em ạ. Cái con dây trắng này thì con chim em gạ 4-5 lần rồi mới bán anh em ạ. Con chim này hay xòe, người ta thích để lại nuôi, gạ mãi gạ lên gạ xuống thì người ta mới bán anh em ạ.
lại xuống quay được cái clip thì con chim nó không xòe nhiều lắm. Chứ bình thường mọi lần nó xòe ác lắm anh em ạ. Con dây trắng ấy là bối bắc 6 tháng đồng anh em nhé. Con đấy thì em giao lưu cho anh em với giá là 2.500.000 anh em ạ. Đấy là con quay mặt ra đây này anh em này. Yếm cứ rất là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ hay xòe luôn anh em ạ. Bình thường nó xòe ác lắm. Nói chung là nếu mà để loái lết chơi nó hay hơn cái con ba mùa ngoái này nhiều anh em ạ. Ba mùa ngoái thì người ta cứ để lại giữ chơi thôi chứ người ta cũng không bán. Người ta bán thì cũng không máu mua cái con này. Con này không phải form của em anh em ạ. Em ấy thích cái con xòe bên trong thôi. Con xòe đeo khuyên trắng ấy, thì em lay em mua được rồi. Để chia sẻ cho anh em với giá 2.500.000 anh em nhé. Anh em nào yêu thích cứ alo cho em Tuấn Hải Dương anh em nhé. Anh em xem clip nhớ ấn đăng ký kênh và ấn like video ủng hộ em Tuấn nhá. Em Tuấn cảm ơn rất là nhiều anh em ạ. Sắp tới em sẽ làm những mini game tặng chim cho anh em nhá.